cách thu hoạch cuộc sống của người miền núi này cô chú. Mấy chú nhổ xong là đẹp quá đẹp luôn. Sắn mà mình khi mà mình ăn tại chỗ gì đó cô chú là nó ngọt lắm. Những cái củ được thu hoạch xong thì được lên cái bọc như vậy, tí sẽ cầm xong rồi phải ra tre luôn cô chú. Nay nhậu sớm rồi phải không? Dẫn đi cho ăn hả chú? Dẫn đi cho ăn hả? Nhiều quá ta, nuôi nhiều quá ha. Ít đấy hả? Dạ. Đây là cái cách thu hoạch củ sắn của người miền núi nè cô chú. Hình như là lọt vô tháng này là củ sắn có giá phải không chú? Không nhận trồng củ sắn đất nó xốp ghê luôn á. Đất xốp mới có củ. Là củ đó mới to ha. Dạ. Quay bài đi. Vỏ trần đẹp luôn. Còn găng quá găng luôn hả? Bốn người nhổ luôn. Nhìn thấy ham luôn quý cô chú anh chị. Ở trên đây nè. Công dạ kênh của em là Bến Quê Vlog. Công nhận đất trồng của sắn xốp thiệt. Cái đám củi sắn này gì là so với mình là trúng chưa chú? Trung bình ha, chưa trúng hùng nữa ha. Là do cái củ nó còn hơi nhỏ hay sao? Bán ngon bán sớm. Ờ vậy là bán sớm phải không? Trung bình. Tại vì con thấy củ nó nhỏ nhỏ nè. Tại lúc này có giá người ta bẻ bán luôn quá. Con nghe nói trồng củi sắn này có lúc giá nó rẻ lắm. Có lúc 2.000, 2.000. 2.000 là chắc đâu có ăn đâu hả? Vậy đấy hả? Bự ơi. Vì lỗ dữ vậy chàng. Công là 15 20 triệu không đó. Một công là 15 20 triệu tiền vốn phải không? Ừ. Rồi như là nếu mà không có giá là lỗ nặng luôn á. Tôi quay dùm dởn xe nha. Dạ. Nhiều lắm đó trời. Ở đây bọn ác nhiều lắm phải không? Làm ở ngoài lỗ nó chạy vô hú không kịp đó. Ra cái bữa trà chưa rồi thì bay mất rồi. Nó bay mất rồi hả? Để tới đó. Dạ. Ủa em mặc đó bay luôn hả? Rồi ghê này là cắt cái dây ra.
Rồi chút có người lộn luôn. Đó, lộn hai người quay, quay hai người lộn dạ. Đây. Rồi rơi nhìn nè. Cắt sát sát vô gì nè, quý cô chú anh chị. Để nè, lão cho tao quay nè chú ơi. Cắt sát vô gì luôn đó hả? À. Đây là những cái củ sắn mà đã được cắt xong nè cô chú. Mùa này thì nghe nói là có giá. Đây cô cũng lớn tuổi rồi nè. Cũng lớn tuổi cũng đi làm trong đội. Làm ở miền núi này không hả cô? Dạ. Dạ chú. Mình đi, mình đi mua củ sắn hả chú? Mua củ sắn hả? Chú làm lái ha. Ồ là chú chở mình chiếc xe tải luôn. Dạ, ở Tịnh Biên thì ai có bán củ sắn thì liên hệ với chú Ba nha. Ở đây là cái đội này là mấy chú mấy anh là chuyên đi nhổ củ sắn ở vùng núi. Dạ dạ em quay hết luôn. Thì củ sắn khi mà nhổ xong mấy cô chú là có một cô là lụm vô bọc như thế này. Đây, lụm vô bọc như thế này. Một bọc gì là tương đối là 10 kg đó cô chú anh chị. Này. Cỡ này lụm thảy lên xe luôn hay sao ta, hay là mình gánh? Căng bọc 10 kg mới lên xe. Ờ căng lại lần nữa ha. Dạ. Ừ. Đây là mấy cô là đang làm cái nghề là thu hoạch củ sắn cô chú anh chị. Đây. Dạ dạ dạ. Không có chiếc xe đi. Bữa nay vô lễ rồi đó ha. Vô lễ rồi đó chú ơi. Quá trần đẹp luôn rồi cô chú anh chị ơi. Về miền núi mới thấy cái cảnh này. Thu hoạch củ sắn. Cái này là mình có thu hoạch thường xuyên không chị? Một năm thu một lần. Năm thu một lần hả? Mấy củ nhỏ là chị bỏ lại hay vậy? Mình hồi là cái loại đó là không có vô tiêu chuẩn ha, lấy luôn nhưng mà mình phân ra cho lái, phân ra cho lái sẵn. Dạ. Ừ. Rồi chị lụm lại hai lần. Một công là thường thường là mấy tấn chú? Thì trúng nhất nhiều nhất đó là 7-8 tấn. 7-8 tấn. Dạ. Thì 4-5 tấn. Dạ. Nó tùy theo thời điểm ha. Dạ. Tùy nhổ đợi quá đẹp luôn. Một ngày mà 4 người mà nhổ tối đa chắc cỡ 5-6 công quá. Không tới hả chú? Thấy cũng nhanh quá nè. 8-9 tấn, 10 tấn. Dạ vậy là hai công ha. Nhỏ đến nhẹ nhẹ gì nhỏ đâu khỏe chứ mà nặng nặng sao nhỏ được ta. Giờ đất kia mình trồng đâu được đó hả chú? Đất sét á. Nặng nhỏ ha. Ừ. Rồi đất cồn thì nó nhẹ dưới đất núi này nhờ có cát phải không? Vậy là miền núi mới trồng cái loại này nhiều cô chú anh chị, dưới đất cồn. Mấy chú nhổ xong làm đẹp quá đẹp luôn. Xong qua cái cắt tiếp luôn hả gì mấy chú mấy anh? Gom lại căng ha. Nhổ với căng thôi, còn bên kia thì mấy cô cắt. Công nhận nhổ lên nhìn thấy nó đẹp, mắt thấy ghê luôn.
quá đẹp luôn cô chú ơi. Lát nó về sớm đi, bạn đồ cho đẹp trai đi theo xe tao đi chở lấy tiền, tao hết tiền rồi. Tao mua sáng giờ mua sắm hết tiền rồi. Ờ tiền thôi đi, lát em chở chú ai nhà em không? Sáng giờ mua quá nhiều rồi ha. Quay gì vậy? Em quay củ sắn cho bà con xem thu hoạch củ sắn ở miền núi. Chú này là chú lái đây hả? YouTube hả? Dạ. Lọt vô tháng này củ sắn nha. Dạ, lọt vô tháng này củ sắn ơi, vùng núi mình nhiều không anh? Ở vùng mấy núi thì nói chung năm nay thì làm thì cũng chút đỉnh, là lỗ nhiều quá, năm nay làm nữa cũng chút đỉnh à. Dạ. Yeah. Mọi người thì làm nữa 4-5 người à, mấy người nghèo thì không còn làm nữa, chỉ mấy người giàu không hết đó, tiền không? Dạ. Lại quay ăn chủ sắn á. Dạ, vậy là đợt này là do là nhờ được củ sắn có giá phải không? Chúng mùa được giá. Mấy người nghèo thì không có cơ hội vậy hả? Đợt rồi lỗ quá lỗ rồi hả? Còn cơ hội nữa. Tại đất mướn rồi. Dạ. Có 100 triệu rồi làm lỗ rồi. Thì mấy mùa trước thì lỗ quá lỗ rồi. Năm nhưng mà được quá lỗ rồi. Dạ. Do nên năm nay rồi bắt đầu người ta không có tiền ta làm lại, chỉ có mấy người giàu đó. Mấy anh giàu thì còn đúng không? Lỗ mấy năm rồi anh? Mới được năm đây. Lỗ có 1 năm. Lỗ có 1 năm rồi hả? Lỗ năm ngoái phải không? Năm nay vô lỗ. Năm ngoái nhìn như em thấy có chỗ nào mà đỡ vô bọc xong rồi bỏ luôn. Ờ đúng rồi. Phải không? Là giá quẻ rẻ quá hả? Rẻ quá. Ờ thì ra là như vậy. Bán không được luôn. Quá chừng đẹp luôn rồi cô chú. Chúc nó đỡ luôn. Nói bên đây là những cái bọc củ sắn mà đã thu hoạch xong vô vô bọc, một bọc là 10 kg nha cô chú. Đây. Một bọc là 10 kg luôn. Mua miếng sắn này vô bánh nè phải không? Vô một khúc dạ thòn luôn. Vô khúc dạ thòn luôn. Vô căng sắn không có tiền trả luôn, sáng giờ đi mua hết rồi. Công nhận mấy chị cắt cũng nhanh nha cô chú. Nhổ xong là bắt đầu là cắt tớ luôn rồi, rất là nhanh. Giờ gã ép hết rồi. Ờ, gã ép luôn. Không nữa, 13, 14 tuổi rồi lấy chồng cho rồi. Lựa trước không rồi đó hả? 14 tuổi, vợ dài đêm đậu phòng hoa chút, vợ nói anh ơi anh khôn quá. Trước là người ta hơn cái phấn mừng năm mình đó anh. Tức rồi là tức hả? Trời phạt ơi, cứ trước mà tức vậy, cứ sau mới tức, cứ hai chồng ăn kìa. Giờ đêm đậu phòng á, hỏi sao mà bộ anh không em dĩ anh nhịn khóc lòng quá sướng quá sướng má em cứ sớm sớm biết vậy cưới sớm chút hả? Ở quá trễ vậy hả? Tới công chuyện luôn, tới công chuyện với chị luôn. Thiếu thùng bia luôn. Kiếm thêm một bia luôn hả? Rồi bắt đầu mấy chú là bắt đầu gom lên rồi cô chú anh chị. À. Quá đẹp rồi. Quay công móng cái đó chú, ông nói là quan trọng đó. Chú ba này, chú ba. Ông chú ba. Mấy chị bên đây thì có cái khâu là cắt những cái cây ra. Tôi có 2 giò nghe cô. Tôi có 2 giò. Tôi có 2 giò phải không? Tôi có 2 giò. Còn bên đây là gom lại nè, gom lại rồi căng luôn cô chú, căng tại trên ruộng luôn. Một bọc này tầm có 10 kg. Chồng á, ngang á, chồng ở Đình Thế Sơn nha. Đình Thế Sơn.
xong rồi nó bị đâm mất eo, năm nay nó vô một vô khúc. Vô một khúc. Vô là kêu vô lúc luôn. Bữa nay là vô lúc luôn đúng không? Hai gan dữ. Năm nay là vô một khúc tiền rồi đó nha. Năm nay vô lúc không tôi nói đâu. Năm nay sắn có giá thì con ơi, mà năm nay sắn chú ba. Sắn chú ba chưa chưa thấy hả? Chưa có bán. Được 3 tấn à. 3 tấn được rồi, trong 30 triệu được rồi. Cho kỳ chú ba bằng sắn gì kỳ chú ba. Để chú ba già mà không lại ngàn. Ba mày quá không có sổi. Chú ba sẽ thích đổi phải không? Chú ba hết nước rồi xịt cho chú mấy giọt. Làm năm trước làm sao mất tiêu. Mời gái vô mất tiêu. Cò lâu lâu là phải bay ha. Hôm nay có giá chút mùa. Nói chuyện. Dạ. Em Ngọc Ngà hả? Người em Ngọc Ngà. Đó là bà sau lưng á, bà kim cương luôn đó. Sau lưng có cách sắn là kim cương á. Ngọc Ngà kim cương luôn. Ồ, tên đẹp đẹp không nha cô chú. Học sòn luôn hả? Ừ ơi, đầy đủ quá trơn. Ngọc Ngà kim cương học sòn luôn. Vậy cô là cái gì? Mẹ của đây là mẹ của kim cương hả? À, gọc bằng cái lưỡi hái này sẽ nhanh hơn, nó bén hả cô? Thì ra là cái lưỡi hái thì gì nó bén hơn mấy cái dao. Cắt này cắt bằng lưỡi hái rồi cắt bằng dao được. Bằng dao là nó không có bén ha. Dạ. Bởi vì con thấy là lạ là cắt bằng lưỡi hái này nó sẽ nhanh hơn. Ơi, tao vô quán á, tao thiệt á, tao không làm chừng để chú ba tao làm, tao cỡ chứ hai cái áo kìa. Đưa hai cái bự cho chú ba tao không ăn thôi. Tới công chuyện luôn. À thì kêu chú ba vô công nghiệp á, hoàng hấp dịch á, dịch vô hai cái kia kêu. Này là mấy chú là bắt đầu là thấy cái này là cô chú anh chị là những cái bột củ sắn như thế này nè, là khiêng lại bên kia rồi đưa vô khăn. Đợt này thu hoạch trúng mùa luôn ha, trúng mùa rồi trúng giá luôn, uống bia luôn khoái xá. Cái này là buổi sáng là cô đi làm sớm mà hả cô? Dạ. Cỡ 5 giờ là đi làm chưa? Hả? 5 giờ là đi làm chưa? Tại bây giờ tôi đi vô sáng thôi mà. Vậy đó ha. Làm phụ hữu đó chứ tôi không thấy đâu. Một ngày cô làm được cỡ 200 ngàn không? Trời ơi, tôi làm cái này tôi làm phụ với con tôi. Ủa này là cô đất của con cô hả? Dạ, tôi với mặn, hai mẹ con mặn. Ờ. Vậy là bên đây là mướn, còn bên đây là cô mẹ của chủ. Ờ thì ra là như vậy. Bà già vợ của anh chủ. Ừ. Anh chủ cũng đi làm tích cực luôn nè. Đâu phải chủ lỡ không đâu. Chủ không làm chứ đâu có không được. Chủ làm có tiền chứ không có tiền. Yeah.
Năm nay mùa này thấy làm củi sắn thấy khó khăn gì không anh? Dễ, có sâu mò gì nhiều không? Ít, ít ha. Thì là năm nay được cái là có giá này ha, với ít sâu mò ha. Thuận mùa. Mình ở đây mình trồng được mấy công? 3 công rưỡi. Rồi vậy là hết khu này luôn ha. Vậy là thu hoạch hôm qua nay rồi. Bữa nay là chắc xong rồi ha. Nay xong rồi. Dạ. Chút là đi nhậu rồi đấy ha. Chút nhậu đây luôn chứ đâu đi đâu nữa. Nhậu đây luôn hả? Mình với ông bà mình nhậu với ông bà chứ. Rồi vậy là nhậu chung với ông bà ở đây. Cho ổng năm sau ổng ấy tiếp. Ông độ tiếp. Nói chung thì củ sắn khi mà thu hoạch xong á cô chú anh chị thì bắt đầu là gom lại anh chị nè. Đó, gom lại anh chị rồi căng. Mà củ sắn mà mình khi mà mình ăn tại chỗ gì đó cô chú là nó ngọt lắm nha. Cái củ này nó bị nứt rồi nè. Nó bị nứt rồi nè. Cái củ này chắc ăn ngọt lắm nè, nó nứt gì chắc ăn ngọt lắm. Xe chạy tới nơi căng luôn nè, nó khỏe cho bà con nông dân. Do miếng đất này thì do lúc này có giá nên anh bán sớm, sắn nó rất là đẹp luôn. Gom đỏ thấy gì nhiều lắm nha cô chú anh chị, một chiếc xe đó luôn á, không ít đâu. Thấy chị cũng gom cũng nhanh. Chừa lại cho mấy chị này cắt. Cô lên đó lụm luôn đó cô chú. Đặc biệt là cắt bằng cái lửa hái không à. Cắt bằng lửa hái không. Mùa này mình được đi làm nhiều không chị? Được nhiều ngày không mùa này á? Hết mùa luôn hả? Thì là mùa này vô mùa củ sắn rồi hả? Ủa là chị làm xuyên suốt với người ta luôn? Ồ, im ha. Có chuyện làm hoài luôn. Được có mùa này vậy đó. Mưa xuống mới làm. Mưa xuống là bắt đầu làm ha. Được mấy tháng mưa? Dạ, mấy tháng mưa nắng. Dạ, rồi qua nắng là nghỉ. Cái này nhỏ quá ha, thuốc này củ nhỏ. Dạ, chỗ nào đất tốt thì nó củ bự. Dạ. Nghe nói là này là như là ép nó sớm nè. Dạ, này là gã sớm. Chứ đúng nó thì 4 tháng thôi. Dạ. Gã sớm nhưng mà củ nó ngon nhưng mà nó nhỏ, năng suất nó không có nhiều. Gì á? Lúc này là đắt phải không? Gỡ sớm đi cho khỏe ha. Để nuôi hoài. Nuôi hoài tốn cơm.
lựa xong quan đọt xong cái đợt sau lựa tiếp một cái nữa. À, một cây nó có con cũ nhưng mà sau này có con chùm luôn ha. Nó lẻ lẻ gần như là bỏ đó ha. Em thấy cắt con cũ không là nó lớn. Rồi bỏ hết không lụm lại. Dạ. Lụm lại bán cho người ta mua lẻ 1 ký được 2 3 ngàn. Mà ít ít này cũng đâu có nhiêu ký đâu. Rồi củ đang non ha. Treo lên cho đẹp phải không? Treo cái cửa nhà. Cái vô đụng đậu ra. Chơi đụng qua đụng lại chơi hả? Đó, để treo già cho nó đụng qua đụng lại chơi. Không có đâu. Mày không đó lụm lấy ăn đó. Nhiều đó đủ rồi đó, đủ treo nhà đó. Đây thì chị lụm cái bọc này là cái loại 2. Đây này loại 2 nè, còn loại mấy anh lụm đầu là loại 1. Trồng củ sắn này thì nếu mà trúng giá thì bà con ham lắm cô chú anh chị. Tại vì củ sắn này nó có lợi nhuận cũng cao, nhưng mà có năm trúng năm thắt, chung là như vậy. Có nhiều cô chú có vốn trồng thì lỗ luôn, nhiều cô chú thì được lời, mình cũng không biết được chị trồng cây là nó vậy đó cô chú. Những cái củ được thu hoạch xong thì được lên cái bọc như vậy, một tí sẽ căng xong là thấy là xe luôn cô chú. Khi mà căng xong mình cột lại. Những cái loại này thì là cái loại nhỏ, loại này là loại 2 nè, còn cái loại này là loại 1 nè cô chú, nhìn rất là đẹp luôn. Củ này ra chợ bán thì đẹp thật tiêu chuẩn nè, nhìn màu cũng đẹp nữa cô chú anh chị. Mấy cô chú ở đây thu hoạch củ sắn thì cũng có nguyên cái nhóm gì nè, khi mà người ta có nhu cầu thì alo cho đội trưởng, thì đội trưởng sẽ
tính nhân công, rồi mời mấy cô đi cùng làm. Sau khi thu hoạch xong thì gom lại một chỗ như thế này, thì bắt đầu là để cái cây ngay giữa lăng căng, phải lên xe coi chút. Rồi đây cho chị ngồi gần sát bên luôn vậy. Cành củi sắn là ngồi sát bên vậy đây hả? Lựa cho đủ 10 kg hả? À, thì ra là lựa bọc đủ 10 kg. À, nếu mà thiếu thì để vô, còn dư thì lấy ra. À, thì ra là mấy chị là cùng với nhau làm luôn quý cô chú. Đó. Rồi chút cái điếm bọc lại thì ra lại vậy, 10 kg xong cái tí điếm bọc lại nha. Bữa nay nhậu sớm rồi quá. Bữa nay nhậu sớm rồi phải không? Bữa nay đông quân hơn. Ồ, phải nhanh mạnh với anh, mạnh tay với hả? Ồ ơi, để bung bung với hả? Gì hả? Ồ thôi. Em sợ nó dập quá kìa, dập không? Gì hả? Ờ. Trứng vạc gần sắn này là không có thảy được à. Cái này là sắn đạt tiêu chuẩn là không có thảy được, còn sắn kia sắn vạc. Này là cái khâu này là lựa là một bọc là 10 kg cô chú, xong để đầu là điếm bọc tính mặt căng, mà tính đầu tấn luôn. Tháng đó còn 12 tấn lịnh tới 12 tấn vô vô cút vô thôi. Cái này đánh được khoảng mấy tấn? Tấn mấy à? Tấn ngoài ha. Nó còn cân tấn mấy rồi cô chú? Cái này là hết cái khu này nè. Hết miếng này ba con mấy là 15 tấn. Dạ. Mà găng luôn công đoàn luôn có khoảng 17 tấn. Thì nhóm công đoàn đó. Dọn qua gì xong rồi cái chắc lên chiếc xe tải chở vô. Quá đẹp luôn cô chú. Khu này là ba con mấy nè, là có 15 tấn. Thì có lẽ là cái này là nó trung bình thôi cô chú anh chị, nó không có trúng. Chú nói trúng là nó cao hơn nhiều. Này là chỉ trung bình thôi, nhưng mà được cái là được giá nên chú bán sớm. Rồi vậy sao chú ve xe ra hết ta? Thấy chắc lên khó. Ủa cái này về rửa lại nữa hả chị? Mấy người bán lẻ thì rửa, mấy người bán chợ thì không rửa ha. Ồ vậy là củ sắn mà rửa là không có sao hết trơn. Ồ, chuyển đổi bên. Thế gì cũng có hơi nước ra dữ ha, cuộc lọ đầu lời ra hơi liền. Vậy nhanh rồi đó.
gì mà chưa nói. Bằng hàng con rồi bằng hàng mẹ nữa hả? Cây bên đây nè. Thôi 30 đi cái. Đi lấy gai lên là xong là về nhậu luôn đó mấy anh ơi. 30 cái mình căng cái kia bà đấy kia. Rồi bây giờ bắt đầu thấy lên xe luôn cô chú. Rồi mở cái làm sao đó là thấy lên luôn. Chắc có người ở trên chiền đó quá. Cái củi sắn này nè, khi mà cô chú anh chị mình nhổ lên, mới nhổ lên á, ăn nó rất là ngọt luôn, nó ngọt lắm. Ra chợ là 2-3 ngày thì nó bớt ngọt á, chứ ở đây là nó ngọt lắm cô chú. Rồi bên đây rồi. Nó để kia nó đó, chắc nó đi. Đúng đây nè. Chắc lên cây. Bây giờ phải có một người ở trên chuyển vô cái nữa. Lên trên chuyển vô cái nữa. Không dứt buông rồi. Nhổ rồi ngày qua rồi. À, chồng đó chuyển lên một bậc nữa cô chú. Rồi. Xe đây bên chạy ngoài đồng mà. Xe này mà ổng cấm chạy trên đường là phải rồi. Mình chạy vào đồng thì được. Biết sao giờ lực ra, biết sao giờ với anh ơi. Làm cái nghề này là phải nhờ nhiều nhân công của chú, ít là làm không nói là nhiều nhân công nó mới nhanh được. Đợt này là trúng bánh rồi không? Trúng mùa trúng giá luôn. Lâu lâu được năm, quá đã. Được lên hả? Người ta lên bắt đầu là người ta làm theo phải không? Quá tàn mạng rồi, năm nay sợ gì nữa. Năm nay tàn hình. Năm nay tàn hình luôn rồi. Nghe nói là hết hồn.
Thì năm rồi thì anh lỗ cô chú, năm nay thì được cái là có giá, được mùa, có lẽ là đổi hơn. Giờ thì đã căng xong thì bắt đầu là di chuyển xe vào bên trong cô chú anh chị. Ghe lại luôn. Đóng cửa lại. Rồi ghe ra luôn, bắt đầu là đi căng. Lấy cô chú đầu giờ, cô chú anh định giờ chiếc xe để bắt đầu là chuyển vô luôn nè. Đây thì được một mớ đem về bữa cơm chiều. Video của em xin khép lại đây nha cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị mình những video tiếp theo của em. Thì em xin chào tạm biệt với cô chú anh chị.